Chào các bạn à, cũng là ở công viên Hội An ở thành phố Thanh Hóa thì có những tác phẩm bonsai mini như thế này thì rất đẹp. Ta xem một số tác phẩm mini. Bạn thấy đây là cây rất là đẹp, được cắt chuyển cắt giật. Lambda. Đây là cây hoa giấy các bạn. Đây là một cái dâu dâu phẩm bên trong. Tác phẩm này tôi chỉ quay lướt lướt qua, chúng ta đi vào bên trong để xem những tác phẩm đẹp hơn, to hơn trong con mắt của tôi, còn không biết quý vị các bạn cảm nhận thế nào. Đây, ở phía bên trong này thì có rất nhiều những tác phẩm đẹp như này, chưa được kê lên cao các bạn. Tôi sẽ xem quay cho các bạn xem. Đấy. Rất nhiều. Đặc biệt đây tôi thấy có một cây hồng sim các bạn ạ. Hồng sim đang ra quả rồi, rất nghệ thuật.
cái hồng phim. Rất nhiều những bụi hoa hồng. Hoa hồng. Và đây là cây ổi ta. Cũng được đưa lên chậu làm bonsai. Họ bày bán rất là nhiều. Chúng ta đi tiếp vào bên trong nữa. Rất nhiều tác phẩm to và đẹp. Đây các bạn. Tác phẩm này. Cây phôi. Và phía bên trong này tôi thấy có một cây thông. Ta xem cây thông. Thông rất đẹp. Các bạn thấy rất to. Rất to. Rất đều. Đi sâu vào bên trong chút nữa quay cảnh phóng cho các bạn xem. Đây, đây là cảnh phóng của cây. Với một dáng siêu. Dáng siêu. Rất nhiều phôi xanh đang được chế tác để bày bán. Và cũng một tác phẩm cực kỳ to nữa. Có lẽ ha, đây. Đây các bạn. Đây là một tác phẩm Si. Si. Tác phẩm Si. Thấy bầu bệ rồi. Nó là kề rất cao nên là đứng sát thì cứ phải ngước lên nhìn. Rất cao. Thân bệ. Ra vào đây xem một tác phẩm me. Thân bị lũa. Đây các bạn. Thân của cây me này đã bị lũa. Thân lũa này. Nhưng cây thì rất là xanh. Sức sống rất mạnh liệt. Vì ở đây có rất nhiều cây nên là tôi chỉ quay những cái cây đẹp, cây trong con mắt của tôi nhìn thấy đẹp. Các bạn thấy những cây me này vào hình rất là đẹp. Chứ không thể quay được hết được, nhiều quá. Cây trực. À, chúng ta đi ra phía bên bên ngoài. Ở phía trong rất nhiều lan mà họ đang chuyển đến. Rất nhiều vườn lan trong này các bạn. Đây, họ bố trí lan ở đây. Nhưng mà họ đang chuyển đến. Trong này cũng rất là nhiều cây. Đang còn rất nhiều. Thank you.
do điều kiện thời gian nên tôi sẽ quay nhanh tác phẩm ở đây.